Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thanh Huyền. Lúc này thì có lẽ thông tin thời tiết về dịp nghỉ lễ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người để chuẩn bị cho kế hoạch đi chơi phù hợp. Và trong ngày hôm nay thì ở miền Bắc sẽ cảm thấy lạnh hơn khi ra đường bởi vì có một đợt không khí lạnh tràn về. Vào thời kỳ này thì không khí lạnh không mạnh và cũng gây ra mưa không quá to nên chỉ duy trì thời tiết mát mẻ. Và nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng được dự báo phổ biến là từ 20 cho tới 22 độ, còn vùng núi thấp hơn là từ 17 đến 20 độ. Đợt lạnh này sẽ chỉ kéo dài khoảng 2 ngày, do đó khi mà không khí lạnh suy yếu thì trời sẽ ấm dần lên khi mọi người bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ sẽ là mát mẻ, dễ chịu, mưa rất ít, thích hợp để đi dã ngoại. Và 2 ngày sau thì trời sẽ nắng nhiều hơn và cảm giác hơi nóng nên phù hợp cho các chuyến đi biển. Và để biết thông tin cụ thể và chi tiết tại các địa phương thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi các bản tin thời tiết được phát sóng trong nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Còn ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác trong bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4. Các lực lượng ủng hộ chính phủ Iraq tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố cổ Hatta từ tay tổ chức Hồi giáo IS. Bệnh viện tối qua ghi nhận tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương một số trường hợp bệnh nhân bị lưỡi cưa văng vào mặt khi đang làm việc. Khám phá trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên và lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chương trình nghệ thuật trẻ trung và mới mẻ. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay gặp gỡ nhà biên kịch Lại Văn Long, người chấp bút cho dự án phim ngàn tập Hồ Sơ Lửa, để thấy cần làm gì để kéo dài được kịch tính và sức hút với dạng phim hình sự ở Việt Nam. Báo động xu hướng sử dụng tính năng phát trực tiếp Facebook những hành động bạo lực với mục đích xấu gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị, vào đêm qua 26 tháng 4, các lực lượng ủng hộ chính quyền Iraq tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố cổ Hatta từ tay tổ chức Hồi giáo IS. Đây là thắng lợi mới nhất trong nỗ lực của Iraq nhằm đẩy lui các phần tử cực đoan ra khỏi lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. Nằm cách thành phố Mosul hơn 100 km về phía Tây Nam, Hatta được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 2 hoặc 3 trước công nguyên và trở thành một trung tâm tín ngưỡng và thương mại trong khu vực. Thành phố hơn 2.000 năm tuổi này đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1987. Năm 2015, IS đã dùng xe ủi, bom đạn phá hủy nhiều cổ vật vô giá tại Hatta và các địa điểm khảo cổ khác sau khi xâm chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria. Lực lượng Hassan al-Sabi được triển khai tại khu vực sa mạc phía tây Mosul kể từ khi các lực lượng Iraq phát động chiến dịch lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Mosul từ tay IS vào hôm 17 tháng 10 năm 2015. Bộ Ngoại giao Nga rạng sáng nay 27 tháng 4 đã lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ không kích nhằm vào lực lượng người quốc ở Syria và Iraq và coi đây là hành động không thể chấp nhận được. Thông cáo đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh người quốc thực sự chống lại các nhóm khủng bố, trước hết là tổ chức Hồi giáo IS. Trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố ở tại Iraq và Syria còn lâu mới kết thúc, thì những hành động như thế không giúp thúc đẩy đoàn kết nỗ lực chống khủng bố mà còn khiến tình trạng trở nên căng thẳng hơn. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại đặc biệt rằng các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào lãnh thổ của những quốc gia có chủ quyền. Nga cũng kêu gọi các bên có tầm nhìn xa chính trị và tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất là chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra lệnh bắt 1.000 người, trong đó tạm giữ 803 người qua đêm trong hàng loạt chiến dịch diễn ra ở 81 tỉnh trên cả nước nhằm chống lại mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen, nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ, bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái. Theo các nguồn tin an ninh, khoảng 8.500 cảnh sát đã tham gia vào các chiến dịch truy quét nhằm vào các thành phần chính trong lực lượng cảnh sát. Phần lớn những đối tượng bị bắt đều là sĩ quan cảnh sát và sẽ được đưa về Ankara để tiếp tục điều tra. Trước đó, ngày 17 tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng bắt đầu từ ngày 19 tháng 4. Quyết định trên được đưa ra dựa trên đề nghị của Hội đồng An ninh Quốc gia. Đây là lần thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài tình trạng khẩn cấp được ban bố vài ngày sau cuộc đảo chính bất thành.
Và đêm qua 26 tháng 4, thì nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận nhóm này đã trở thành mục tiêu của ít nhất là 5 vụ tấn công mạng kể từ tháng 1 năm 2017, song không gây tổn hại bất cứ dữ liệu nào của chiến dịch tranh cử. Trong một tuyên bố, thì nhóm vận động phong trào tiến bước của ông Macron nêu rõ ông Macron là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp trở thành mục tiêu tấn công và không có gì là ngẫu nhiên nếu ông Macron, ứng cử viên triển vọng cuối cùng còn lại trong cuộc bầu cử này, là mục tiêu ưu tiên. Nhóm vận động tranh cử của ông Macron viện dẫn các kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu an ninh mạng Trend Micro có trụ sở ở tại Nhật Bản vào hôm 25 tháng 4 tuyên bố. Có bằng chứng cho thấy chiến dịch chính trị của ông Macron đã bị nhóm tin tặc Potsdam nghi có quan hệ với các cơ quan an ninh Nga tấn công hồ sơ vào tháng trước. Theo Trend Micro, thì Potsdam đã sử dụng thủ đoạn gửi các thư điện tử giả như một công ty hợp pháp nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân của ứng cử viên Macron và các thành viên trong chiến dịch tiến bước của ông. Tuy nhiên, trong phản ứng của mình, thì Moscow đã bác bỏ mọi cáo buộc dính líu đến cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp. Ngoài những vụ tai nạn nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của người lao động thì có những vụ việc đã để lại những di chứng không thể khắc phục được. Tiểu mục Bệnh viện tối qua của chúng tôi đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhân bị lưỡi cưa văng vào mặt khi đang làm việc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Tôi đang có mặt tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương Hà Nội. Hôm nay khoa có tiếp nhận một ca bệnh là một người đàn ông 28 tuổi gặp tai nạn lao động. Cụ thể ở đây là anh đã bị một lưỡi cưa máy cưa ngang mặt trong khi đang lao động. Và hiện nay thì anh đang được các bác sĩ phẫu thuật ở trong phòng mổ cấp cứu này. Vâng, và tình hình hiện nay của anh như thế nào thì có lẽ là phải chờ sau khi các bác sĩ mổ xong thì chúng tôi mới có thể nắm rõ được tình hình. Khi vào viện thì bệnh nhân đã được các bác sĩ tiến hành cầm máu và xét nghiệm. Sau đó kiếp trực cũng đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. May mắn là bệnh nhân chỉ bị tổn thương phần mềm và sụn cánh mũi, không ảnh hưởng đến xương. Bệnh nhân mới vào cách đây khoảng độ 2 tiếng thì có người nhà đưa đến trong tình trạng chảy máu rất nhiều vùng mặt. Thế thì chúng tôi đã tiếp nhận bệnh nhân và qua khai thác thì chúng tôi biết rằng đây là bệnh nhân đang bị tai nạn lao động. Thế bệnh nhân này đang sử dụng cưa máy để cưa một khúc gỗ. Nhưng vì do trục trặc cho nên cái cưa máy nó văng vào mặt, rất nguy hiểm là bệnh cái vết thương nó cắt chéo qua mặt và có một vết rách dài ngang mặt. Trường hợp này chúng tôi cũng thường gặp một vài trường hợp trước đây thì rất nguy hiểm nếu như mà cái cưa máy này mà nó thấp hơn một chút, tức là nó ngang tầm cổ thì nó sẽ cắt qua cổ. Và nếu cắt vào vùng cổ mình biết rồi ở đấy có động mạch lớn, còn nếu mà đứt động mạch lớn thì bệnh nhân có thể tử vong ngay tại chỗ. Khi vết thương tổn thương và sụn cánh mũi thì việc khâu lại phải rất cẩn thận, nếu không sẽ để lại di chứng sẹo hẹp cánh mũi và gây ra ảnh hưởng đến đường thở và thẩm mỹ của bệnh nhân. Việc chỉnh sửa sau này sẽ trở nên rất khó khăn, vậy nên yêu cầu đầu tiên là cần phải can thiệp đúng đắn và cẩn thận ngay từ những bước đầu là điều rất quan trọng. Các bác sĩ cũng cho biết thêm, các vết thương hở, đặc biệt là trên mặt thì nên được xử lý càng sớm càng tốt để tránh gây ra viêm nhiễm và nguy hiểm cho bệnh nhân. Thưa bác sĩ, tình hình của bệnh nhân thế nào rồi ạ? Cũng báo cáo là tình hình bệnh nhân đã ổn định. Bệnh nhân chỉ bị vết thương phần mềm thôi và đã được khâu phục hồi ổn định. Vết thương cũng đã được khâu rất đẹp rồi. Thế tức là ca mổ đã thành công đúng không ạ? Dạ, đúng như vậy. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Liên quan đến việc Quỹ Bảo hiểm Y tế đột ngột dừng chi trả thuốc Mycophenolate và Tacrolimus điều trị lupus ban đỏ, Tiến sĩ Hà Văn Thúy, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế thuộc Bộ Y tế cho biết, sau khi nhận được phản ánh trong thời gian qua, thì Bộ Y tế đã tổ chức họp với đại diện các vụ cục Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ sở khám chữa bệnh. Trên cơ sở cuộc họp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thanh toán với hai thuốc trên. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ có công văn chính thức chỉ đạo cụ thể để giải quyết vấn đề này. Theo Bộ Y tế, những thuốc bị vướng không được Bảo hiểm y tế thanh toán không nhiều vì một nhóm thuốc điều trị các bệnh thường có thuốc thay thế và Bộ Y tế sẽ tổng hợp các vướng mắc cụ thể của cơ sở khám chữa bệnh về vấn đề sử dụng thuốc ngoài, chỉ định và đăng ký để giải quyết.
Bộ này cũng sẽ thành lập hội đồng chuyên môn xem xét từng trường hợp cụ thể để làm căn cứ thanh toán, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng đang có xu hướng gia tăng nhanh trên toàn thế giới. Đối với các nước, độ tuổi mắc ung thư vú ở đỉnh cao thường là trên 60 tuổi. Tuy nhiên tại Việt Nam thì đỉnh độ tuổi 40, tức là trẻ hơn nhiều so với các nước khác và ngày càng trẻ hơn. Thậm chí các bác sĩ đã từng gặp trường hợp chỉ 20-21 tuổi đã bị ung thư vú. Đây là thông tin đáng chú ý được các bác sĩ tại bệnh viện ca chia sẻ. 33 tuổi, đây là bệnh nhân nữ trẻ nhất đang nằm tại khoa xạ 2 của bệnh viện ca. Phát hiện có khối u ở vú trong một lần tình cờ bị ngã, nhưng gia đình khó khăn, người phụ nữ này không đi kiểm tra, chỉ đến khi ngực to và mưng mủ mới xuống Hà Nội kiểm tra. Đã phải cắt bỏ hoàn toàn bên ngực phải cùng những đợt truyền hóa chất và xạ trị. Sức khỏe chị giờ mới tạm ổn định. Bị có thấy u mới đi khám. Đi khám thì lúc ban đầu thì nhà khó khăn quá, lúc còn bé thì không có tiền mà xuống chữa bệnh. Thế là nó to vương mủ lên nhiều rồi thì mới đi khám ở tỉnh. Khám ở tỉnh thì gặp một đứa bạn. Thế là nó bảo là xuống dưới kia mà xuống dưới Hà Nội mà chữa bệnh thôi. Theo các bác sĩ, số lượng bệnh nhân ung thư vú đang gia tăng chóng mặt. Nếu 10 năm trước đây chỉ có 2 trung tâm ung bướu lớn tại hai thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì nay các tỉnh đều có khoa ung bướu. Số lượng bệnh nhân đã được san sẻ xuống tuyến dưới. Tuy nhiên, tình trạng quá tải vẫn luôn xảy ra. Đặc biệt, các chuyên gia ung bướu cho biết phụ nữ Việt Nam mắc ung thư vú sớm hơn khoảng 10 năm so với các nước khác, phần lớn từ 40 tuổi, trong khi thế giới bệnh thường bắt đầu từ 50 đến 60 tuổi. Thậm chí, các bác sĩ còn gặp những trường hợp bệnh nhân chỉ 20 đến 21 tuổi phải cắt bỏ vú để điều trị. Có nhiều bệnh nhân trẻ có xu hướng đến khám và điều trị. Có những bệnh nhân trẻ thì có những cô trẻ sinh viên thôi, thậm chí là mới 20 tuổi là những bệnh nhân trẻ nhất chúng tôi đã gặp. Xu hướng mắc bệnh ung thư vú ở nữ có vẻ trẻ hơn do một số nước so với một số nước. Ở đây cũng là một thách thức của chúng ta. Và tại Việt Nam thì theo thống kê của bệnh viện ca cũng ngành ung thư ở Việt Nam hiện tại cái tỷ lệ chữa khỏi do ung thư vú bệnh viện ca nói riêng đã lên tới trên 70%. Mỗi năm, ước tính trên toàn cầu có khoảng 1,7 triệu ca ung thư vú mới. Còn tại Việt Nam, con số này là 126.000. Hiện nay, bệnh viện ca tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú đạt 70%, thấp hơn các nước phát triển. Nguyên nhân bởi bệnh nhân đến viện thường ở giai đoạn muộn. Vì không làm xong bài tập ở trên lớp và nói dối cô giáo mà một học sinh lớp 5 của trường tiểu học Mễ Trì ở Hà Nội đã bị giáo viên chủ nhiệm đánh bầm tím tay. Và trước những động thái hối lỗi của cô giáo thì gia đình chấp nhận tha thứ vì cho rằng là lỗi trước tiên là ở con mình. Đây là những vết bầm trên tay bé Dương Bảo Yến, học sinh lớp 5 trường tiểu học Mễ Trì Hà Nội. Những vết bầm này do cô giáo chủ nhiệm đã đánh em bằng thước gỗ. Nguyên nhân là do Yến đã nói dối cô dù chưa hoàn thành xong bài tập được giao. Ngay khi có thông tin sự việc, nhà trường cùng cô Trâm, giáo viên chủ nhiệm đã có cuộc họp và đến tận nhà bé Yến để xin lỗi. Cô Trâm hứa sẽ không tái phạm và tự đưa ra hình thức kỷ luật buộc ra khỏi lớp nếu tái phạm. Ví dụ con mình là như thế thì sẽ làm sao? Đấy, từ đó thì mới có những cái hình thức biện pháp giáo dục và thích hợp. Còn việc của cô Trâm đối với giáo viên như vậy là sai trái, là vi phạm đạo đức của nhà giáo. Đấy, nhà trường không bao che. Tất cả phải thẳng thắn nhận lỗi trước phụ huynh cũng như trước hội đồng nhà trường và trước ngành. Sự việc xảy ra vào ngày 21 tháng 4. Đến nay Yến đã đi học bình thường. Những vết bầm tím trên tay cũng đang mờ dần. Gia đình cho biết em đã ổn định sức khỏe và tâm lý sau vụ việc. Cái này cũng là một nỗi do phần của con nhà mình. Thì cô còn nóng có giận thì cô cũng nhỡ tay quá thì cô có đánh con rồi thì... Cô về nhà thì cũng biết là sai thì cũng gọi điện xin lỗi gia đình và xuống tận nhà cùng với ban giám hiệu nhà trường. Với cả
bảo là thôi thì gia đình vui vẻ chấp nhận thì thôi, bảo là thôi tha cho cô. Hiện học sinh toàn trường đang bước vào giai đoạn ôn tập cho kỳ thi cuối học kỳ 2. Đây được cho cũng là áp lực lớn cho giáo viên và học sinh đối với việc hoàn thành bài tập và ôn luyện. Tuy nhiên, dù áp lực như thế nào, giáo viên cũng không được phép có những hành động thiếu đạo đức, gây ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của học sinh như câu chuyện tại trường tiểu học Mễ Trì. Sau khi bị xử phạt về hành vi xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Crystal, thì doanh nghiệp này tiếp tục xả thải gây bức xúc cho người dân. Sau nhiều ngày dựng lều phản đối doanh nghiệp, thì hôm nay đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã làm việc với công ty, đồng thời đưa ra quyết định niêm phong một số hạng mục của công ty này. Tuy nhiên, quyết định này nhận được sự phản ứng dữ dội của người dân. Rất đông người dân xã Lai Vu tập trung trước cổng doanh nghiệp dệt Pacific Crystal phản đối việc cơ quan chức năng niêm phong 50% nhà máy, vì theo những hộ dân nơi đây, doanh nghiệp này đã từng bị xử phạt nhưng vẫn tái vi phạm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nên việc xử lý như trên là không thỏa đáng. Và do vấp phải sự phản ứng dữ dội của người dân nên việc xử lý doanh nghiệp vẫn chưa tiến hành. Được biết, sau nhiều lần người dân phát hiện hành vi xả thải ra môi trường của công ty dệt Pacific Crystal và báo cho các cơ quan chức năng thì doanh nghiệp này đã bị phạt 672 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu công ty hoàn thiện các biện pháp bảo vệ môi trường trước ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, nước thải chưa qua xử lý từ công ty vẫn xả ra môi trường. Bức xúc trước tình trạng này, các hộ dân xã Lai Vu đã lập lều lán trước cổng doanh nghiệp từ nhiều ngày nay nhằm không cho nhà máy hoạt động. Sau vụ cháy ở công ty Công Lung Meco ở phường Trà Nóc ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, thì tại đây bỗng dưng xuất hiện dịch ruồi và hiện cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn vì những ảnh hưởng do ruồi gây ra. Nếu như trước đây, mỗi ngày anh Đỗ Hoàng Oanh bán được 70 đến 80 kg cá, thì từ khi vụ cháy xảy ra cho đến nay, ruồi nhiều, khách hàng đến đây nhìn cá đã không muốn ăn, chứ đừng nói là mua. Để diệt ruồi, anh đã dùng nhiều cách như bẫy, thuốc xịt nhưng không có hiệu quả. Con ruồi mà nó xuất hiện thì là buôn bán nó khó lắm anh, tại vì người ta thấy ruồi nó bu như vậy đó người ta đâu có mua. Nhiều tiểu thương ở chợ Sang Trắng cũng ở trong tình trạng buôn bán ế ẩm. Không chỉ ruồi bu đen, nhiều lúc nắng nóng, lồng vũ ở trong công ty còn sót lại, bốc mùi hôi thối, khiến người dân cảm thấy rất mệt mỏi. Bán ế lắm anh ơi, thì cấp mới có ruồi hả, nó bu đen thui trơn, bán không có được. Rồi cái mấy anh lên xịt đó, nó đỡ một chút, cái mấy ngày sau mới quay trở lại đen thui trơn. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ các hàng thực phẩm tươi sống bị ế ẩm, ngay cả hoa quả, rau cũng chung tình trạng bán không ai mua. Dù có là khách quen, nhưng người ta cũng không dám mua vì sợ lây dịch bệnh từ ruồi. Lãnh đạo phường Trà Nóc đã tiến hành phun xịt 5 đợt, đến nay lượng ruồi đã giảm mạnh. Tuy nhiên, do lượng lông vũ từ vụ cháy còn sót lại ngập nước, bốc mùi hôi thối nên ruồi vẫn sinh sản rất nhanh. Và thời gian tới đó thì của công ty cũng đã được một công ty là chế phẩm sinh học diệt ruồi đó phối hợp để mà tiến hành phun xịt là theo cái đề án mà sinh học hữu cơ là diệt luôn là mầm móng rồi cát là mùi hôi luôn. Dự kiến là trong một tuần nữa thì là quá trình này sẽ thực hiện đảm bảo cho cái môi trường của trong công ty cũng như ở ngoài cái môi trường của người dân là diệt mầm móng. Hiện Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đã tổ chức hướng dẫn các hộ dân và tiểu thương ở chợ Sang Trắng cách diệt ruồi bằng chế phẩm sinh học, vừa diệt ruồi và diệt ấu trùng, đảm bảo môi trường cũng như an toàn trong sử dụng. Để giúp thành phố cải thiện về số lượng cũng như chất lượng của hệ thống thùng rác công cộng, khoảng 70 chiếc thùng rác thông minh đã được thiết kế và lắp đặt tại các quận. Riêng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh vừa được lắp đặt thêm 30 chiếc thùng rác thông minh có chức năng phân loại rác, lọc nước và trồng cây xanh. Nhìn vào đây, nhiều người dân liên tưởng đến việc thùng rác thông minh sẽ di chuyển để thu gom rác vì có gắn hai bánh xe màu xanh ở mỗi bên. Tuy nhiên, sự thông minh và độc đáo của thùng rác này là nuôi dưỡng cây xanh. Ngoài khử mùi, thùng rác này còn có chức năng lọc nước và nước lọc xong được dùng tưới cho hai chậu cây ở hai bên thùng rác để tăng tính thẩm mỹ và tạo không gian xanh quanh thùng.
Thì mình thấy cái thùng rác thông minh này thì rất là tiện ích, sạch sẽ, thân thiện với môi trường và rất là thu hút những người dân như là tụi mình. Và mình hy vọng là trong tương lai thì cái thùng rác thông minh này sẽ được nhân rộng lên nhiều nơi hơn nữa để cho làm đẹp cho mỹ quan cũng như là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người. Mình cũng rất là thích cái mẫu thiết kế này bởi vì là trong nó rất là thân thiện với môi trường và cũng rất là bắt mắt nữa. Đầu tiên là mình thấy cái này nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Thứ hai là tiện lợi, dễ có hai chia ra hai ngăn, một là hữu cơ, một là các cái vô cơ, rất là để rất là dễ thu dọn. Thùng rác độc đáo này được chia làm hai ngăn để phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ. Ngoài ra, nó được thiết kế giống như một chiếc tủ, nhân viên vệ sinh có thể mở cửa để lấy rác thu gom lại. Bên cạnh đó, vỏ thùng rác được sử dụng đề can màu dạ quang, có thể phát sáng vào buổi tối để người đi đường dễ dàng thấy và bỏ rác đúng nơi quy định. Đây có thể xem là những chiếc thùng rác thông minh đầu tiên ở Việt Nam được chính thức lắp đặt và đưa vào sử dụng ở các điểm sinh hoạt công cộng trong thành phố. Dự kiến 70 thùng rác thông minh sẽ được lắp đặt ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trung tâm nghệ thuật đương đại lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động. Nơi đây đầy ắp các chương trình nghệ thuật trẻ trung và mới mẻ, thu hút giới trẻ, đặc biệt là những người có niềm đam mê thật sự với nghệ thuật đương đại. Đập ngay vào mắt bạn khi đến The Factory, đó chính là vẻ ngoài, với cấu trúc ấn tượng khi sử dụng một loạt những container, làm nên không gian phía ngoài cực chất và bắt mắt. Bước chân vào bên trong, bạn sẽ cảm nhận được ngay luồng không khí nghệ thuật ngập tràn với những bức tranh đẹp mê hồn, những bức tượng tinh xảo hay cả những công trình nghệ thuật sắp đặt cực kỳ trừu tượng và gợi mở. Mình cảm thấy chỗ này rất là đẹp hơn cái mình tưởng tượng rất là nhiều. Nó có hai cái trạng thái đối lập ở trong này, nó rất là hiện đại, còn ở ngoài kia nó khá là chất. Nó làm mình cảm thấy rất là thích thú. Khi mà đến với lại The Factory thì mình cảm thấy bên ngoài thành thị kia thì ở Factory là một không gian hoàn toàn khác. Và cảm thấy là giữa nghệ thuật và cái nhộn nhịp thì nó có thể hòa lẫn vào với nhau. Thì đến đây còn có thể đọc sách, rồi tìm những không gian yên tĩnh, rồi thoải mái, thư giãn cùng với bạn bè nữa. Cảm thấy rất là thích. Bên cạnh việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật dưới nhiều hình thức khác nhau như tranh vẽ, tượng điêu khắc, công trình nghệ thuật sắp đặt, The Factory còn là nơi tổ chức các buổi gặp gỡ giữa những nghệ sĩ lớn trong nghề và là nơi diễn ra các buổi workshop để mọi người cùng được học tập, trau dồi thêm về tư duy nghệ thuật. Bên cạnh những không gian nghệ thuật mở, The Factory còn có không gian dành cho thư viện sách nghệ thuật, không gian để làm việc nhóm, không gian thưởng thức cà phê trên tổng diện tích rộng hơn 1.000 m². Theo Thủy thì đối với mọi người thì cái nghệ thuật đương đại nó hơi xa vời, nó hơi gọi là khó hiểu. Và mọi người tự xây cho mình một cái bức tường ngăn giữa mình với nghệ thuật đương đại. Chính vì thế nên là để mà mọi người kéo mọi người gần nhiều hơn nữa thì Thủy mong muốn ra là làm được nhiều các cái hoạt động nhỏ hơn, nhiều hơn và chia nhỏ nó ra để làm thế nào được các bạn dần dần đến một ngày nào đó ấy thì mình mới học được một cái câu chuyện hoặc là học được những cái ý thức mới để làm thế nào mà biết được rằng là nghệ thuật đương đại nó như thế nào. Còn bây giờ mình đưa ra một cái triển lãm và ngay bục một cái thì tất cả mọi người sẽ không thể hiểu và không thể nào mà đáp ứng được ngay. Nhưng mà bên cạnh đấy thì chúng tôi có những workshop, chúng tôi có những talk show và chúng tôi có những cái buổi mà triển lãm nó nhỏ hơn hoặc là những cái buổi chia sẻ hoặc là thậm chí rằng là support những cái nghệ sĩ trẻ mới ra trường hoặc thậm chí chưa ra trường đến để nói chuyện và gặp gỡ những cái người nghệ sĩ đã lớn, đã qua rồi và mình vẫn còn rất là mong muốn, mình vẫn còn theo đuổi họ nhưng mình lại không biết là tìm họ ở đâu, không biết là làm thế nào, không biết là làm sao để hình thành được một ý tưởng. Thì đấy là cái mà cầu nối mà Thủy muốn đưa đến cho tất cả mọi người. Có thể thấy sự ra đời của không gian nghệ thuật này đã phần nào giải tỏa được sự thiếu hụt các không gian nghệ thuật mới, trẻ bấy lâu nay tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mời quý vị và các bạn cùng đến phần điểm báo sáng nay của chúng tôi với những bài viết đáng chú ý. Và đầu tiên, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết trên trang 9 báo Nông thôn ngày nay, lật lại vấn đề tích tụ đất đai trong nông nghiệp, bài 4, 4 tác động tới nông dân, nông thôn. Ưu điểm của mô hình này là khi tích tụ ruộng đất là người nông dân có điều kiện để tập trung mở rộng sản xuất, đổi mới khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất và chất lượng sản phẩm, thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Do có nhiều diện tích đất sạch sẽ, khuyến khích được doanh nghiệp đưa vốn, máy móc, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng đã chỉ ra là có 4 nhược điểm tác động đến tích tụ đất đai có thể gây ra. Trước tiên, việc tích tụ đất đai sẽ gây ra tình trạng bất bình đẳng với đất đai, từ đó gây ra tình trạng bất bình đẳng ở nông thôn khi có hộ nhiều đất, hộ ít đất và thậm chí hộ không có đất. Một tác động khác là làm mất sinh kế của một bộ phận nông dân. Tích tụ đất nói đúng hơn là quá trình đất đai vào tay người này thì ra khỏi tay người khác. Tích tụ ruộng đất cũng là yếu tố chính dẫn đến phân hóa giàu nghèo ở nông thôn. Và một tác động khác là tích tụ ruộng đất sẽ làm nảy sinh tâm lý khác nhau ở nông thôn. Không có ruộng, người nông dân cảm thấy buồn chán, mặc cảm, thậm chí là trong một số trường hợp còn tỏ ra thất vọng, bất mãn. Ngược lại, có những hộ nhiều đất lại có mong muốn mở rộng sản xuất và tích tụ nhiều đất thêm nữa. Ngày 26 tháng 4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc với cử tri ở quận 1, quận 3 và quận 4, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp xúc thì Chủ tịch nước lắng nghe cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan đến việc mở rộng dân chủ, chấn chỉnh bộ máy và bảo vệ môi trường, chăm lo dân sinh. Biết lắng nghe sẽ không xảy ra vụ đồng tâm là nhan đề bài viết đăng tải ở trên trang 3 của báo Tuổi Trẻ. Cử tri Nguyễn Hữu Châu đặt vấn đề vụ việc ở Đồng Tâm, nếu như không có phản kháng gay gắt của người nông dân, nếu người đứng đầu chính quyền Hà Nội không trực tiếp đến đối thoại với dân, thì biết bao giờ tiếng nói của dân mới đến tai lãnh đạo thành phố Hà Nội. Có cùng mối quan tâm, cử tri Lê Thanh Tùng cho rằng nguyên nhân khiến người dân một số nơi bức xúc, thậm chí là có hành vi phản đối chính quyền là do cán bộ xa dân. Ông Tùng đề nghị những sự việc tương tự như ở Đồng Tâm xảy ra ở đâu thì ngoài việc cán bộ huyện, xã chịu trách nhiệm, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nơi đó cũng phải kiểm điểm trách nhiệm. Chia sẻ với tâm tư của cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định nếu chính quyền biết lắng nghe thì đã không xảy ra vụ việc như ở Đồng Tâm. Chủ tịch nước cho rằng chính quyền địa phương cần phải nắm chắc tình hình, hiểu rõ nguyên nhân người dân bức xúc, từ đó đề ra giải pháp có tình, có lý và sẽ tạo được sự đồng thuận, tránh được những xung đột. Cũng liên quan tới vụ việc Đồng Tâm, từ vụ Đồng Tâm phải xem xét kỹ các dự án lớn là bài đăng trên trang 3 báo Pháp Luật TP.HCM. Ngày 26 tháng 4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng với các đại biểu Quốc hội TP.HCM, đơn vị 1 tiếp xúc với cử tri các quận 1, 3, 4 và huyện Cần Giờ. Dù vụ việc người dân ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội bức xúc, bắt giữ 38 cán bộ chiến sĩ công an ở thành phố Hà Nội đã khép lại, nhưng nhiều cử tri TP.HCM vẫn còn băn khoăn chăn trở trước sự việc trên. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ chia sẻ với các ý kiến của cử tri về vấn đề này. Ông cho biết các vụ khiếu kiện tranh chấp có liên quan đất đai xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Lực lượng chức năng cũng đang chỉ đạo thành phố rút kinh nghiệm toàn diện vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm, từ nguyên nhân, quá trình xử lý, những bài học rút ra từ vụ việc để chúng ta có những kinh nghiệm cần thiết xử lý vụ việc khác sau này. Cũng theo Chủ tịch nước, vấn đề quan trọng là chính quyền phải nắm chắc tình hình, tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao xảy ra tình trạng đó, rồi mới đề xuất giải pháp giải quyết có hiệu quả, có tình, có lý. Chủ tịch nước cũng chia sẻ không đồng tình việc gây sức ép bằng cách bắt cán bộ, nhưng cái chính là phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, ai vi phạm thì sẽ xử lý, điều gì đúng thì bảo vệ với tinh thần quản lý bằng pháp luật, kèm với mở rộng dân chủ và lắng nghe ý kiến của người dân. Chuyên mục vấn đề bạn đọc quan tâm của báo Lao động ngày hôm nay đăng tải bài viết ám ảnh sân golf. Theo các nhà phân tích môi trường thì ẩn phía sau những thảm cỏ xanh mướt, mượt như nhung của mỗi sân golf là những nguy cơ về môi trường lớn. Để duy trì cảnh quan như trong tranh, người ta phải sử dụng một lượng cực lớn phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và hàng loạt các loại hóa chất khác. Đặc biệt với những sân golf nằm trong khu dân cư hay nguồn nước thì tác hại khó mà đo đếm được. Chính vì thế mà một trong những nguyên tắc bắt buộc khi tiến hành xây dựng sân golf là báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều dự án làm sân golf đã cố tình quên điều này. Tiến sĩ Lê Đình Ân, chuyên gia kinh tế, nguyên giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế Xã hội nhận định, quan trọng nhất là phải có một quy hoạch cứng, tổng thể, nhưng phải xuất phát từ nhu cầu, chứ không phải là thích bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Điều quan trọng là phải được cấp có thẩm quyền, quy hoạch, không thể hôm nay tỉnh này cần xây dựng thì duyệt, mai tỉnh khác cần thì lại phê duyệt, khiến việc xây dựng sân golf dẫn đến việc lấy đất của dân và phá vỡ quy hoạch chung, thậm chí là có lợi ích nhóm.
Bài viết liên quan đến xuất khẩu hàng Việt. Thanh Niên, báo Thanh Niên trang 6 trang 7 có bài viết với nhan đề xây dựng hàng Việt chuẩn hội nhập. Các thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe với rau quả thực phẩm nhập khẩu khiến cho nông sản xuất khẩu Việt Nam đã gặp không ít khó khăn. Hàng xuất đi liên tục bị trả về và phải chịu phạt do vi phạm tiêu chuẩn về phía đối tác là thực trạng đang xảy ra đối với mặt hàng thực phẩm chủ yếu là rau củ, thủy hải sản gạo của Việt Nam khi xuất sang các thị trường khó tính như Mỹ hay là EU. Đáng nói là không ít doanh nghiệp Việt Nam chưa hề nghe đến những đạo luật có liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa và nếu có dính trưởng thì cũng âm thầm giấu kín, vô hình chung ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ. Theo ông Rick Rizimore cho biết xu hướng thị trường Mỹ nói riêng cũng như châu Âu nói chung yêu cầu lớn nhất là thực phẩm xanh, thực phẩm hữu cơ. Giá trị tăng thêm của một loại sản phẩm chính là các loại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Chính vì thế doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược chú trọng quá trình chăn nuôi, sơ chế, đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng của thế giới thay vì quan tâm đến chế biến. Nghịch lý chua chát về thịt heo là nhan đề bài viết đăng tải trên trang 11 của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Giá heo hơi bán tại trang trại hiện đã rẻ đến mức không thể tin nổi, chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng một kg. Mức giá này đã giảm khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng nghịch lý là giá thịt heo bán lẻ đến tay người tiêu dùng chỉ giảm nhẹ hoặc là không giảm. Điều này có nghĩa là người nuôi heo chịu nhiều thiệt thòi và người tiêu dùng vẫn phải chi một số tiền lớn hơn thực tế cần phải chi để mua thịt heo. Nhiều ý kiến cho rằng người chăn nuôi đang gặp tình cảnh chua chát. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia kinh tế, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội nhận xét, điều này là do việc gắn kết hệ thống phân phối nông sản và thịt heo đang có vấn đề. Bởi một con heo hơi muốn đến tay người bán lẻ phải trải qua nhiều khâu trung gian và phải chịu nhiều loại thuế phí, chưa kể là một số siêu thị đã hét giá chiết khấu rất cao. Đây là một sự thật quá chát đối với người nông dân. Các nhà bán lẻ đừng ăn dày quá, các nhà bán lẻ cần phải chia sẻ khó khăn với người nông dân. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, gặp gỡ với nhà biên kịch Lại Văn Long, người chấp bút cho dự án phim ngàn tập Hồ Sơ Lửa, để thấy cần làm gì để kéo dài được kịch tính và sức hút với dạng phim hình sự tại Việt Nam. Báo động xu hướng sử dụng tính năng phát trực tiếp Facebook, những hành động bạo lực với mục đích xấu gây hậu quả nghiêm trọng. Dịch vụ cho thuê điện thoại thông minh để kết nối Internet hay gọi điện tại khách sạn đang ngày càng phổ biến tại Anh. Thưa quý vị, ngay từ trước khi lên sóng thì một bộ phim truyền hình có độ dài kỷ lục ở Việt Nam tính tới thời điểm này đã gây bão trong dư luận. Nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít hoài nghi. Liệu rằng một bộ phim truyền hình có chủ đề về hình sự kéo dài trong suốt 3 năm từ năm 2017 đến năm 2020 liệu có còn sức hút nữa hay không? Và nói cách khác là Hồ Sơ Lửa như cái tên của dự án phim này liệu có còn lửa nữa hay không sau khoảng thời gian dài như vậy? Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ biên kịch Lại Văn Long, người chấp bút cho dự án phim ngàn tập này. Kính chào nhà văn, nhà báo Lại Văn Long ạ. Nói về bộ phim Hồ Sơ Lửa, từ khi lên sóng vào cuối tháng 3 đến nay thì tín hiệu dành cái bộ phim này mà bên ekip mình nhận được là như thế nào? Xin chào Hoài Thu và xin chào quý vị khán giả. Chúng tôi cũng đã có những cái kênh thăm dò và thấy rằng là tín hiệu rất là tốt. Có nhiều người quen của tôi gọi điện và nhắn tin kể rằng là gia đình họ là thay đổi cả cái giờ ăn cơm tối để mà những cái bữa cơm trong gia đình đó là nó gắn với là đúng cái giờ chiếu cái phim này để mà họ theo dõi. Không thể phủ nhận rằng là bộ phim Hồ Sơ Lửa từ trước khi lên sóng đến thời điểm hiện tại thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người rồi. Thế nhưng mà nhiều người cũng lo ngại rằng cái mảnh đất này đang bị mọi người cày xới lên khá nhiều và phim hình sự Việt Nam thì vẫn chưa tìm cho mình một cái lửa đủ nóng để mà lôi kéo khán giả đến xem. Nhận xét của bạn là rất là đúng. 1.100 tập phim chiếu ròng rã suốt 3 năm, mỗi đêm một tập. Đó là một cái việc phải nói là rất là kinh khủng trong cái quy trình làm phim. Và chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong cái giai đoạn đầu. Nhưng mà đến giờ này, chúng tôi tin tưởng rằng dự án này đã đi đúng hướng. Còn bạn đặt vấn đề là phim hình sự Việt Nam là lâu nay là khán giả hay gặp sạn. Thì phim hình sự là kịch tính nó rất là cao. Nó phải là luôn luôn là cao trào, luôn luôn là dồn dập, căng thẳng trong các cái cuộc đấu trí, đấu súng, đấu võ.
giữa cái lực lượng chấp pháp với lại bọn tội phạm. Rồi một cái khó của phim hình sự nữa là ngoài cái chuyện là đầu tư nó lớn hơn những cái loại phim khác ấy, thì nó còn có nhiều lúc, nhiều cảnh mình phải mượn sự có mặt của các đơn vị công an, mượn trang thiết bị, rồi mượn phương tiện, vũ khí. Cho nên là đó cũng là một cái khó mà không phải đơn vị nào cũng thực hiện được. Cái người viết kịch bản cho phim nhiều tập hình sự và đạo diễn ấy, là yêu cầu bắt buộc là phải có hiểu biết về ngành công an, hiểu biết về pháp luật và hiểu biết về cái nghiệp vụ của công an. Tức là phim là phải hư cấu, nhưng mà đừng có hư cấu tới mức người ta coi, người ta tưởng đâu là cái phim này ấy là diễn ra ở đâu chứ phải trên đất nước này. Tôi đã nói ban đầu có nghĩa là phim hình sự Việt thật sự là chưa đủ lửa để mà lôi kéo khán giả. Và chính vì là muốn có lửa nhiều hơn nên thời gian gần đây nhiều bộ phim là họ học tập và copy sao chép những cái tình tiết, những cái gây cấn từ nước ngoài. Một phần nào đó mang lại ích lợi là lôi kéo khán giả, thế nhưng một mặt khác thì nó lại quá xa rời với thực tế Việt Nam. Đây là phim hình sự do Việt Nam sản xuất thì phải thuần Việt. Chúng tôi kiên quyết loại bỏ những cái tình tiết, những cái câu thoại, phân đoạn, phân cảnh mà có dán dấp copy của phim Mỹ, phim hay là phim Hồng Kông, phim Đài Loan. Chúng tôi coi như đó là một cái tham khảo. Đừng viết ra những kịch bản, đừng sửa những kịch bản mà nó lại mang cái dán dấp hoặc là gọi là copy lộ liễu cái tình huống là của phim nước ngoài, phim nước ngoài. Còn cái chuyện mà gây án, thủ đoạn của bọn tội phạm, rồi động cơ gây án, rồi cái là quá trình truy bắt cảnh sát của cảnh sát đối với tội phạm, quá trình điều tra phá án thì gần như là ở nước nào cũng vậy, nó đều có những cái chung của đó. Trong cái cuộc chiến mà chống tội phạm, chúng ta không chỉ là chống cái bạo lực, tức là chống cái bọn mà đâm thuê chém mướn, chống cái bọn mà manh động, mà chúng ta còn chống cả với cái loại tội phạm trí thức cao, tội phạm mưu mô và tội phạm khoác vỏ bọc nhiều khi là có địa vị xã hội cao. Cho nên chúng ta đụng vào đó cũng giống như là hút đầu vào núi, không khéo thì là chết mà chả giải quyết được gì. Ngoài cái phần kịch bản chúng ta phải trau chuốt ra thì những cái áp lực khác đè nặng lên cái ekip làm phim hình sự như của anh hoặc là những cái ekip mà anh từng biết ở Việt Nam là gì? Chúng ta không thể làm phim hình sự đạt được cái tầm như phim hình sự của Mỹ, bởi vì chúng ta thiếu kỹ thuật, thiếu cái số tiền đầu tư và thiếu cả những cái bậc thầy để mà làm những cái việc đó nữa. Nhưng mà bây giờ mà chúng ta đòi hỏi là điện ảnh Việt Nam, phim truyền hình Việt Nam nhảy một bước mà bằng với một cái cường quốc như Mỹ thì cường quốc điện ảnh như Mỹ thì đó là một cái ước mơ là xa lắm. Thì thôi, tức là trước mắt chúng ta có thể làm trong cái điều kiện chúng ta có thôi. Nhưng mà thật ra không phải là có nhiều tiền là đã làm được phim hay đâu. Nó còn phải có cái tầm nữa, cái tầm của cái ekip thực hiện ấy. Nếu cái tầm mà không đạt thì dù có bao nhiêu tiền thì cũng chỉ có thể là làm ra những cái sản phẩm là nó ở cái mức tương đương với trí tuệ thôi, chứ không thể hơn được. Nhân anh nhắc đến những cái câu chuyện về phim hình sự của nước ngoài và cụ thể đây là Mỹ thì làm tôi chợt nhớ tới bộ phim Vượt Ngục. Một bộ phim có thể nói là, không biết là anh đã xem qua bộ phim Vượt Ngục chưa ạ? Tôi biết nó rất là nổi tiếng nhưng mà tôi chưa có điều kiện để được xem. Nhưng mà một bộ phim hình sự ở nước ngoài mà tôi xem từ đầu thời đổi mới tới bây giờ cũng cỡ 30 năm mà vẫn ấn tượng, đó là cái bộ phim Vòi Bạch Tuộc của Ý. Đó là một bộ phim hình sự rất hay. Với cái kinh nghiệm làm báo của mình trong bao nhiêu năm qua cũng như là với sự hỗ trợ của những anh em trong nghề, thì anh sẽ muốn làm sao cho bộ phim Hồ Sơ Lửa cũng như những dự án phim hình sự tiếp theo của mình lửa nó vẫn cháy ạ? Hồ Sơ Lửa liệu có còn lửa? Tức là người ta cũng lo ngại cái vấn đề là lúc mà chào xăng thì rất hoành tráng, rất là ồn ào, nhưng mà cuối cùng thì càng lúc càng đuối sức để rồi là đầu voi đuôi chuột. Thì chúng tôi cũng đang lo nhất là điều đó. Điện ảnh ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải gặp phải đó. Không có một tác phẩm điện ảnh nào mà 100% là khán giả là đồng tình ủng hộ gọi là khen hay hết, khó lắm. Bằng khả năng của mình chúng tôi làm được cái điều gì tốt nhất cho cái dự án này thôi. Còn nó đạt tới cái tầm nào, mức nào, đó là sự đánh giá của khán giả, sự đánh giá của các nhà phê bình điện ảnh. Chúng tôi cũng muốn kêu gọi cái lửa mà của khán giả truyền hình hãy là ủng hộ cho phim Việt nói chung và ủng hộ cho cái dự án của chúng tôi nói riêng. Và chúng tôi cũng là kêu gọi cái lửa từ cái đam mê cống hiến nghệ thuật của đạo diễn, của các diễn viên.
Vâng, quả thực phim hình sự không chỉ là những cuộc chiến gay cấn giữa bên thiện và ác, bên tội phạm và đội ngũ chấp pháp, mà nó còn bao hàm rất nhiều những cuộc chiến khác. Và trong đó thì căng thẳng nhất có lẽ phải kể đến là cuộc chiến của chính những nhà làm phim. Chính vì vậy mà để trả lời cho câu hỏi là lửa trong phim hình sự Việt liệu có đủ nóng nữa hay không, thì cần lắm những tư duy mở của cả người xem và người làm phim. Trong đó thì không thể thiếu sự học hỏi sáng tạo. Bởi chỉ có học hỏi sáng tạo thì chúng ta mới rõ các nhà làm phim của chúng ta đang thiếu những gì. Và có một bộ phim cũng về chủ đề hình sự đang chiếu vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTC1 và VTC1 HD mang tên là Vượt Ngục. Series phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại có lẽ sẽ xứng đáng là minh chứng cụ thể nhất cho sự học hỏi sáng tạo ấy. Tất nhiên không phải là để so sánh hay là sao chép, mà quan trọng hơn là sự biết mình biết ta. Bên cạnh đó là tạo được cảm hứng nơi những người làm phim hình sự ở Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi cũng là nội dung câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Và sau đây là những thông tin sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4. Hôm nay là ngày cuối cùng để quý vị có thể có những trải nghiệm tại triển lãm Food and Hotel Việt Nam 2017. Đây là sự kiện được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là cơ hội cho các nhà đầu tư tiếp cận với các nguồn cung cấp thực phẩm, đồ uống chất lượng, cũng như trang thiết bị cao cấp chuyên dùng trong khách sạn, nhà hàng. Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra nhiều cuộc thi về nấu ăn và pha chế đồ uống chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho đầu bếp, chuyên gia pha chế trong và ngoài nước cùng tranh tài trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng tay nghề. Bắt đầu từ hôm nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể đến nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để chiêm ngưỡng, mua sắm nhiều mặt hàng Việt Nam chất lượng cao. Gần 500 gian hàng của 200 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ quy tụ tại hội chợ. Theo ban tổ chức, hội chợ năm nay khá ấn tượng, hoành tráng và đặc sắc nhằm phô diễn sự lớn mạnh của doanh nghiệp Việt và những bước đột phá mới trong 21 năm. Hôm nay là ngày khởi đầu chuỗi hoạt động khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng, dự kiến kéo dài đến hết ngày 3 tháng 5. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, trong chuỗi hoạt động khai trương mùa du lịch biển 2017 sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đặc sắc như ngày hội miền biển Flatmob Bikini và khai trương tắm biển, đua thuyền kayak vượt sóng Mỹ Khê, các gian hàng giới thiệu thông tin tour du lịch Sơn Trà, gian hàng lưu niệm ẩm thực, chương trình ca nhạc tại sân khấu BNF, trình diễn thể thao giải trí biển. Lễ khai mạc mùa du lịch biển Đà Nẵng sẽ diễn ra vào chiều tối mai ngày 28 tháng 4. Bắt đầu từ hôm nay, những người có nhu cầu bay trên tuyến Hà Nội-Singapore đã có thêm một sự lựa chọn với hãng hàng không Vietjet Air. Theo đó, đường bay Hà Nội-Singapore được khai thác khứ hồi hàng ngày, thời gian bay mỗi chặng khoảng 2 giờ 55 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 10 giờ và đến Singapore lúc 13 giờ 55 phút giờ địa phương. Chiều ngược lại, khởi hành từ Singapore lúc 14 giờ 55 phút giờ địa phương và đến Hà Nội lúc 16 giờ 50. Ngay sau khi ra đời thì tính năng phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook đã được sử dụng ngày một rộng rãi và trở thành một trong những công cụ khá hữu hiệu đối với những tín đồ của mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Thế nhưng sẽ thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng nếu như những bước tiến của công nghệ lại bị sử dụng sai mục đích. Và thời gian gần đây, những vụ bạo hành, giết người hay là hiếp dâm được phát trực tiếp trên Facebook chính là một hồi chuông nhắc nhở đã tới lúc những nhà quản lý phải làm một điều gì đó để ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn. Theo Business Insider, nếu người dùng mạng Internet tìm kiếm từ khóa Facebook Live trên Google Search trong thời gian gần đây thì sẽ nhận được những gợi ý tìm kiếm như giết người, tra tấn hay chết chóc. Được biết, những gợi ý này được đưa ra dựa trên xu hướng tìm kiếm phổ biến của người dùng theo khu vực và trên thế giới. Điều này có lẽ chính là hệ quả từ việc hàng loạt vụ bạo lực, giết chóc được phát trực tiếp trên mạng xã hội này trong suốt thời gian qua. Theo đó, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Facebook dường như bất lực trước các video livestream có nội dung xấu và nguy hiểm trên nền tảng mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, việc phát hiện và gỡ bỏ những nội dung không phù hợp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong trường hợp các video bạo lực được đăng tải, thật khó đối với hệ thống của Facebook lập tức phát hiện ra đó là bạo lực thực sự hay chỉ là một bộ phim được đăng tải. Vì vậy, rất khó cho các robot để có thể nhanh chóng thay con người đưa ra quyết định. Tuy nhiên, trước những sự việc liên tiếp xảy ra, nhà sáng lập, giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cũng đã cam kết sẽ nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng mạng xã hội này phát tán các hình ảnh bạo lực.
Đối mặt với thực trạng này, chúng tôi sẽ có rất nhiều việc cần phải làm. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra những sản phẩm hoàn thiện để giúp cộng đồng xây dựng một mạng xã hội an toàn và hữu ích hơn. Chúng tôi cam kết sẽ làm mọi điều có thể để ngăn chặn các thảm kịch tương tự xảy ra. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cho rằng đây không chỉ là mối lo ngại của riêng Facebook mà là của tất cả các mạng xã hội lớn khác như Twitter, Snapchat. Nếu tới Triều Tiên vào thời điểm này thì có lẽ hình ảnh dễ bắt gặp nhất chính là cảnh những người dân Triều Tiên đổ xô đi mua xăng và xếp hàng trước vài trạm xăng ít ỏi được mở cửa. Trong khi rất nhiều trạm xăng khác trên khắp đất nước đều đóng cửa im lìm trong nhiều ngày qua bởi tình trạng thiếu hụt xăng trầm trọng. Và nhiều người dân ở nước này cảm thấy thật sự lo lắng khi tin rằng là tình hình này khó có thể được cải thiện trong thời gian sắp tới. Tại các trạm xăng ở Pyongyang trong vài ngày gần đây đều đề sẵn các tấm biển thông báo việc bán xăng bắt đầu bị hạn chế, chỉ ưu tiên cho xe của các nhà ngoại giao và các tổ chức quốc tế. Trong khi đó thì nhiều trạm xăng khác đã đóng cửa hoặc không bán cho người dân địa phương. Và chỉ trong vòng 3 ngày thì giá xăng ở đất nước này đã tăng lên gần gấp đôi. Hiện nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt nhiên liệu này vẫn chưa được thông báo. Tuy nhiên có nguồn tin cho rằng Triều Tiên thiếu nguồn nguyên liệu này là do Trung Quốc bắt đầu cấm vận xuất khẩu xăng dầu sang nước láng giềng. Bởi phần lớn lượng xăng dầu của Triều Tiên đều nhập khẩu từ Trung Quốc. Giới phân tích lo ngại việc thiếu hụt xăng dầu có thể sẽ trở thành một vấn đề lớn đối với Triều Tiên khi mà lượng ô tô tham gia giao thông tại nước này trong vài năm gần đây bất ngờ tăng mạnh. Được biết là xăng dầu tại Triều Tiên được bán theo kg, tương đương với khoảng 1 lít, với giá tương ứng là khoảng 1,25 đô la Mỹ 1 kg. Để mua được xăng tại Triều Tiên, trước hết chủ phương tiện phải mua phiếu tại quầy thu ngân với lượng dầu mà họ cần. Sau khi đổ đầy bình xăng, nếu vẫn còn dư thì phiếu đó có thể dùng tiếp cho lần sau cho đến khi hết hạn. Biến đổi khí hậu có thể có nguy cơ biến gần 12 triệu người dân Colombia trở thành nạn nhân của các đợt thiên tai như lũ lụt và lở đất kinh hoàng, có thể cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và gây thiệt hại vật chất nặng nề. Đây là tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Môi trường Colombia đưa ra hôm qua 26 tháng 4. Theo Bộ trưởng Môi trường Colombia Luis Gilberto Murillo, những thành phố nằm dọc theo các con sông hoặc trên các vùng núi cao của Colombia có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hiện chính quyền nước này đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa thiên tai như thiết lập hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng các bức tường ngăn ngừa lở đất, củng cố hệ thống đê kè dọc các bờ sông. Theo những dữ liệu có được từ Viện Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn và Môi trường IDIM, trong số 50 triệu dân của Colombia đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là số dân còn lại được an toàn. Biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, không nói trước được điều gì. Colombia là quốc gia rất dễ bị ảnh hưởng do các hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng biến đổi khí hậu. Khoảng 500 địa phương ở nước này đang được đặt trong tình trạng báo động trung bình hoặc cao trước nguy cơ lũ lụt và lở đất. Được biết, những trận mưa to trong tháng này tại thành phố Mocoa và Manizales đã cướp đi sinh mạng của hơn 330 người. Ở xứ sở nhiệt đới thì rau củ quả tươi luôn dồi dào, phục vụ cả về số lượng lẫn chủng loại, giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa được loại thực phẩm mà mình mong muốn. Tuy nhiên ở tại khu vực có khí hậu lạnh giá thì rau củ tươi lại là một điều xa xỉ bởi vì điều kiện tự nhiên không cho phép. Và nhằm giúp cho người dân thành phố Yakutsk, Siberia giải quyết nỗi lo này, một hãng công nghệ đến từ Nhật Bản đã mang công nghệ nhà kính ứng dụng vào ngành nông nghiệp của địa phương. Với sự hỗ trợ này thì giờ đây người dân Yakutsk đã có rau củ tươi để ăn 4 mùa trong năm. Yakutsk thuộc Siberia là một trong những thành phố lạnh lẽo nhất thế giới. Trong suốt những tháng mùa đông buốt giá, nhiệt độ trung bình luôn ở mức âm 34 độ C và chỉ có 5 tiếng đồng hồ ban ngày ít ỏi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hoa màu không thể sống nổi trên những mảnh đất đã bị đóng băng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã tìm ra cách giải quyết. Với sự hỗ trợ của hãng công nghệ Hokkaido đến từ Nhật Bản, họ đã vận dụng phương thức trồng trong nhà kính với những công nghệ đặc biệt. Như vậy, người dân Yakutsk sẽ có rau củ quả tươi để ăn quanh năm. Khi hai hệ thống nhà kính đầu tiên hoàn thành và đạt năng suất tối đa, chúng tôi sẽ thu hoạch được khoảng 1.700 tấn dưa chuột, hơn 600 tấn cà chua và khoảng 25 tấn rau xanh, đủ để cung cấp nhu cầu của khoảng 40% dân số Yakutsk. Mô hình nhà kính tại đây được thiết kế riêng để phù hợp với khí hậu lạnh giá kéo dài, trong đó không thể không kể đến ba lớp phủ mỏng, được làm từ cao su, có khả năng cách nhiệt cao.
Những lớp màng bọc này mỏng hơn 3 lần so với bình thường, nhưng lại có khả năng trải rất rộng, phải một lực nặng khoảng 7 tấn thì mới làm thủng được tấm màng này. Với cấu trúc như thế, khu nhà kính có thể hoạt động hiệu quả, ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài xuống đến âm 50 độ C. Cho đến nay, hầu hết các sản phẩm rau củ quả ở Yakutsk đều được nhập khẩu từ khu vực Krasnodar của Nga hoặc từ Trung Quốc. Nhưng nay với công nghệ mới, những quả cà chua này sẽ không phải đi một quãng đường quá xa mới đến được với người dân Yakutsk. Các nhà khoa học vừa công bố thử nghiệm thành công tử cung nhân tạo có môi trường nuôi dưỡng lý tưởng, giúp khắc phục được các vấn đề thường mắc phải và giảm thiểu nguy cơ tử vong ở các ca sinh non. Trong các nghiên cứu tiền lâm sàng với những con cừu, thì các nhà nghiên cứu có thể mô phỏng môi trường tử cung và các chức năng của nhau thai để cung cấp cho những con cừu sinh non cơ hội để phát triển phổi và các cơ quan khác trong cơ thể của chúng. Thêm tối đa 28 ngày, kết quả chỉ ra rằng các cá thể cừu sinh non vẫn tiếp tục giữ nhịp thở như bình thường và có các cử động nuốt, mở mắt, lồng tiếp tục phát triển, linh hoạt hơn và duy trì các quy trình sinh trưởng và phát triển của hệ thần kinh và nội tạng. Các cá thể cừu sau đó được đưa ra khỏi tử cung giả, nuôi dưỡng và trải qua các bài kiểm tra chức năng não bộ, phổi và các nội tạng khác, hầu hết đều phát triển bình thường. Có cá thể đã được đưa về nuôi dưỡng ở trang trại. Ngoài hiệu quả giảm nguy cơ tử vong, đột phá mới còn có hệ thống phổi và tim siêu nhỏ với trọng lượng chưa đến 500 gram, đề phòng các trường hợp trục trặc kỹ thuật ở các bộ phận hỗ trợ như ống nội khí quản, thông hơi và bơm nhân tạo. Đáng chú ý, toàn bộ quy trình hoạt động đều dựa theo nhịp tim đập của cừu, đã tạo ra điểm ưu việt của hệ thống là giúp tránh được nguy cơ tim. Cá sư tử là một loài cá ăn thịt có nọc độc. Loài này hiện đang sinh sôi vượt tầm kiểm soát và đang trở thành thảm họa của hệ sinh thái ở các vùng biển Đại Tây Dương và Caribe. Trước sự tàn phá môi trường nghiêm trọng của loài cá sư tử thì nhiều tổ chức ở Mỹ đang đưa ra nhiều biện pháp nhằm tiêu diệt loài vật này, trong đó phải kể đến việc phát triển robot để săn bắt chúng. Là loài cá bản địa ở Thái Bình Dương, cá sư tử xuất hiện ở Đại Tây Dương cách đây vài chục năm. Ở vùng biển mới này, cá sư tử gần như không có kẻ thù từ tự nhiên. Trong khi mỗi con cá cái có thể sinh sản gần 2 triệu quả trứng mỗi năm, điều đó khiến số lượng của loài này không ngừng tăng lên chỉ trong một thời gian ngắn và đang đe dọa đến hệ sinh thái biển, nhất là các dạng san hô. Trước tình hình trên, công ty phi lợi nhuận Robots in Service of the Environment đã phát triển robot với tên gọi Người Bảo Vệ để săn tìm và tiêu diệt cá sư tử. Dù đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng loại robot mới này có thể bắt được 10 con cá trong một lần lặn biển. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ sản xuất những thiết bị không quá đắt để ai muốn săn bắt loài cá này đều có thể mua được. Nếu có càng nhiều người hưởng ứng sử dụng robot này, thì đó là cách tốt nhất để tiêu diệt cá sư tử. Ngoài sử dụng robot, nhiều tổ chức ở Mỹ còn khuyến khích thợ lặn ở Mỹ đi săn cá với giải thưởng cao nếu bắt được con cá lớn nhất. Mới đây, ở vùng biển Bermuda, nhiều đầu bếp hàng đầu của Mỹ đã tham gia cuộc thi mà theo đó họ phải chế biến món ăn từ loài cá sư tử. Theo ban tổ chức, đây cũng là một cách góp phần làm giảm số lượng loài này. Mỗi khi đi du lịch ở nước ngoài thì nhiều người phải chật vật để tìm cách kết nối Internet hoặc là phải chịu phí chuyển vùng cao khi gọi điện thoại về nhà. Những bất tiện này có thể được giải quyết nhanh chóng với dịch vụ miễn phí hoặc là cho thuê điện thoại thông minh ở tại khách sạn do công ty TangLab có trụ sở ở Hồng Kông cung cấp. Dịch vụ này đang dần phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới và giúp cho TangLab trở thành công ty khởi nghiệp được định giá hàng tỷ đô la. Mô hình hoạt động của TangLab là liên kết với các đối tác để cung cấp điện thoại thông minh ở các phòng khách sạn trên thế giới, cho phép khách hàng mang thiết bị này ra ngoài để truy cập Internet. Đặc biệt, những chiếc điện thoại này còn có thể thực hiện các cuộc gọi nội địa và quốc tế. Tất cả đều miễn phí, với điều kiện khách thuê những phòng có cung cấp sẵn điện thoại với mức giá chênh lệch so với phòng thường khoảng 21 đô la Mỹ mỗi đêm. Thiết bị có thể giúp khách hàng tìm kiếm đường đi, nhà hàng xung quanh khách sạn. Nó cũng cung cấp thông tin về các địa điểm du lịch ở địa phương, như nơi mua sắm, tham quan, ăn uống. TangLab cho biết, dịch vụ của họ giúp nhiều khách hàng có sự tiện dụng, trong khi khách sạn thì có thêm doanh thu. Hiện công ty này đã huy động được 125 triệu đô la Mỹ trong đợt tài trợ mới nhất. Đến cuối năm nay, TangLab đặt mục tiêu cho thuê điện thoại tại 1 triệu phòng khách sạn của các tập đoàn lớn như Fit Mobile, Sinovation Ventures và Kai Wenshin trên toàn thế giới, một nửa trong số đó là ở châu Âu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của Đài Truyền hình Thật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.